Xin chào anh chị em và các bạn, tôi Đinh Ngọc đây. Đại đô thị Vinhome Grand Park với quy mô lên đến 271 ha, tọa lạc ở hai mặt tiền sông, đó là sông Tắc và sông Đồng Nai. Và vì sao những cái bất động sản, đó là những cái căn biệt thự đơn lập mặt tiền sông Tắc giá rẻ mà không ai mua? Và ở trong video này thì Tuấn Ngọc sẽ phân tích nó rẻ so với cái gì và vì sao nó lại không ai mua đối với lại những căn biệt thự độc bản của phân khu The Manhattan Glory, được ví như lá phổi của dự án. Và đặc biệt thì đối với lại dự án Vinhome Grand Park thì nó là một dự án vô cùng tuyệt vời để ở. Và nếu như anh chị em và các bạn thấy cái nội dung Tuấn Ngọc chia sẻ là hay hoặc là hữu ích hoặc có thể giúp đỡ cho được một ai đó, thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ đường link này đến người bạn đó. Ok, để Tony Ngọc cùng team Kulen sẽ chia sẻ những hình ảnh bằng flycam của những cái căn biệt thự độc bản hay là những cái căn biệt thự mặt tiền sông Tắc tại phân khu The Manhattan Glory. Và như anh chị em và các bạn cũng biết rằng, đối với phân khu The Manhattan Glory với cái tổng số lượng căn đâu đó rơi vào là 800 căn, bao gồm 4 loại hình biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, shop house và những cái căn gọi là boutique villa. Thì cái căn shop house, gọi là shop house gắn liền với mặt đất, là shop house nhà phố, thì có kết cấu là trệt 4 lầu, ở phía bắc gọi là 5 tầng. Còn riêng đối với lại những cái căn boutique villa, biệt thự đơn lập hay biệt thự song lập, đều có kết cấu là một trệt 2 lầu và một tung. Thì tùy vào cái loại hình, có thể đối với lại những cái căn biệt thự đơn lập thì gần như bốn mặt của căn biệt thự này thì nó là trống, còn đối với lại biệt thự song lập thì ba mặt thì nó là trống. Còn riêng đối với lại những cái căn biệt thự thuộc cái dãy độc bản này thì nó có một điều vô cùng đặc biệt, đó là phía trước là công viên nội khu cũng khá là rộng, phía sau thì nó là công viên ven sông. Và đối với lại những căn biệt thự này thì nó có đường thông để ra sử dụng những cái công viên ở phía sau. Và như anh chị em và các bạn biết rằng, đối với lại những cái bất động sản nó là những cái mặt tiền sông Đồng Nai hoặc mặt tiền sông Tắc, thì hiện tại cái vùng giá từ 20 triệu đến 40 triệu một mét vuông cho những cái bất động sản đâu đó nó rơi vào 10% nó là thổ cư, còn lại là cây lâu năm. Thì chúng ta để cũng có một cái phép so sánh, như tôi Đình Ngọc cũng tìm hiểu về những cái dự án 1/500. Đa số những cái dự án 1/500 nếu mà tổng thời gian triển khai rơi vào khoảng 5 năm thì cái giá bán ra nó phải gấp đôi cái giá thành sản xuất, thì gần như chủ đầu tư mới đạt được cái kỳ vọng lợi nhuận rơi vào khoảng 20 đến 25% một năm. Và đương nhiên thì đối với lại nhà sản xuất thì đương nhiên đối với những chủ đầu tư của những cái dự án bất động sản họ không có lời thì họ sẽ không bán. Còn đương nhiên những cái người mua hoặc người đầu tư thì hợp lý thì đầu tư, mới đầu tư. Và theo như con số của Tôn Đình Ngọc thì đối với lại những cái bất động sản tại mặt tiền sông như thế này thì nó phải có cái vùng giá rơi vào khoảng từ 15 đến 20 lần cái mặt tiền sông tương tự ở cùng một cái thời điểm, thì gần như chủ đầu tư sẽ có được cái biên lợi nhuận này. Và xét về vùng giá thì theo như Tuấn Ngọc đánh giá ra, đối với lại những cái bất động sản trên hiện tại là khá rẻ. Tuy nhiên tại sao rẻ nhưng vẫn không có người mua? Thì như anh chị em và các bạn cũng biết rằng, đối với ba cái căn bất động sản đang còn của chủ đầu tư Vin thì hiện tại cái diện tích nó rơi vào 365 đến 375 mét vuông một cái bất động sản, thì nó đâu đó cấu thành giá thì nó rơi vào khoảng 83 tỷ. Và như chúng ta biết rằng, đối với lại cái bất động sản này thì giả sử như nó có dòng tiền sẵn thì đương nhiên nó là rất là nhiều anh chị ở trung tâm quận 1 họ cũng sẽ có những cái ngân sách tài chính từ 1 đến 5 triệu đô khá là nhiều. Tuy nhiên ở những cái thời kỳ thị trường vừa gãy vừa co thì cũng khá là nhiều anh chị cũng rơi vào cái hoàn cảnh khó khăn. Và
chúng ta thấy rằng đối với lại những cái bất động sản mà nó có dòng tiền 3 đến 5% ở trên cái bất động sản đó, thì đâu đó những cái nhà đầu tư thì họ chỉ cần đầu tư vào 50 đến 70% cái giá trị căn là tiền thịt, còn lại cái dòng tiền nó sẽ cân được cái vấn đề của ngân hàng, thì cái phương án đầu tư này thì nó sẽ an toàn hơn. Và cái thời kỳ khó khăn vừa qua thì chúng ta thấy rằng đối với lại những cái thời kỳ khó khăn thì 10 người ngày xưa kiếm được tiền, thì trong cái thời kỳ mà suy thoái khủng hoảng vừa qua, dịch bệnh, chiến tranh, rồi hiện tại là chúng ta đang đối mặt với lại cái vấn đề gì, bão lũ, thiên tai, khá là nhiều cái vấn đề nó diễn ra từ cái thời kỳ 2020 là thời kỳ mở bán những cái bất động sản đầu tiên này đến bây giờ. Và đối với những cái thời kỳ mở bán những cái bất động sản đầu tiên này thì Tôn Ngọc cũng chia sẻ rằng những cái bất động sản ở trên đây thì nó có hai cái chính sách. Chính sách đó là thanh toán 30%, còn 70% ân hạn gốc lãi 18 tháng thì giá đâu đó nó sẽ rẻ hơn khoảng 12%. Nếu như những cái căn bất động sản có một cái diện tích tương đương như thế này, có cái vùng giá chưa về nó rơi vào khoảng 65 tỷ thì những cái mà chính sách thanh toán 20% ân hạn gốc lãi 80% trong vòng 36 tháng thì nó sẽ rơi vào khoảng 75 tỷ. Thì đấy là chúng ta sẽ hiểu. Và hiện tại trên rổ hàng của chỗ đầu tư thì những cái bất động sản này nó thuộc những cái căn phân phối lại, và hiện tại đang được chào bán, nếu mà Tôn Ngọc chia cái tổng giá cho cái số lượng mét vuông thì đâu đó là tính cả nhà và đất thì nó rơi vào 230 triệu một mét vuông. Và chúng ta thấy rằng với cái diện tích đất như vậy, với cái giá đất nó rơi vào khoảng hơn 200 triệu một mét vuông cho một cái mặt tiền sông tắc, với cái không gian, cái diện tích sử dụng, anh chị hình dung phía trước cũng là công viên, rồi sau đến đường, rồi đến cái công viên ven sông, rồi đến dòng sông, và trong cái công viên nội khu đó cũng khá là rộng và có nguyên một cái hồ bơi rất là lớn để cho chúng ta sử dụng, thì đây nó là một cái tiện ích vô cùng đặc sắc. Thì khi mà nhắc đến cái dự án Vinhome Grand Bắc thì chúng ta cũng phải nhắc đến cái tiện ích sống và cái không gian sống. Thì tiện ích sống đó là cái gì? Trung tâm thương mại Vincom hay là những cái bộ môn thể thao dành cho người giàu như những cái sân tập golf hay là những cái bến du thuyền. Và đối với lại những cái bất động sản này thì theo như Tuấn Ngọc nhớ không nhầm, khi mình xem ở trên truyền thông thì chủ của những cái bất động sản trên thì họ sẽ có định danh cái vị trí để bến du thuyền của mình. Và như anh chị em và các bạn thấy rằng đối với những cái bất động sản này thì nó hội tụ đủ những cái yếu tố gọi là gì, nhất cận thị là gần cái trung tâm thương mại Vincom và gần một cái đại đô thị với quy mô lên đến hơn 200.000 người, nhị cận lộ là sát ngay đường V3, đường V3 nó là một trong những cái trục đường bao quát của dự án Vinhome Grand Bắc. Tam là cận Giang, và anh chị và các bạn ngoài di chuyển bằng ô tô, di chuyển bằng những phương tiện đường bộ thì anh chị và các bạn có thể di chuyển đến cái chỗ làm bằng du thuyền. Mình có thể buổi sáng mình ăn sáng, đọc báo và xem tin tức trên cái du thuyền để lên trung tâm quận 1 đến bến Bạch Đằng chẳng hạn. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà đi bằng đường thủy thì đâu đó nó cũng chỉ rơi vào khoảng 20 phút gì đó thôi, thì nó cũng khá là thú vị. Và đối với lại những cái bất động sản này thì ở trong cái thời điểm này thì nó cũng là một thời điểm khó khăn của thị trường, và những cái người mà để phù hợp với những cái bất động sản tuy là cái giá rẻ như thế này nhưng nó đâu đó nó chỉ thuộc cái top là 0,1% của những người dân ở trên cái đất nước này thôi, chứ nó cũng không phải là cái số lượng lớn. Và những cái lý do vì sao mà những cái bất động sản như thế này nó đang còn ở trên thị trường thì như chúng ta được biết rằng đối với lại dự án Vinhome Grand Bắc thì được khởi công vào 2018 và chính thức bàn giao những cái phân khu căn hộ đầu tiên, nó rơi vào khoảng cuối 2019 đầu 2020. Như Tô Đình Ngọc thì về nhận nhà là rơi vào khoảng tháng 7 của năm 2020. Thì như anh chị em và các bạn cũng biết rằng đối với lại cái dự án thì hiện tại nó cũng rơi vào cái câu chuyện đó là lên xe buýt và xuống xe buýt. Thì ngoài cái vấn đề tiện ích
và cái môi trường cho người giàu về. Và ở tại dự án có một cái điểm mạnh thì đó là cái câu chuyện liên quan đến giáo dục mang tên là VinSchool. Rất là nhiều những anh chị có kết quả thành công và họ cũng lựa chọn những cái căn hộ từ 5 đến 10 tỷ để về ở với mục đích chính là cho con đi học là chính. Trong mối quan hệ của Tôn Đình Ngọc có một ông anh thì cũng có ba người con ở thành phố Vinh, và anh ấy cũng có một căn biệt thự và anh ấy cũng có căn hộ. Tuy nhiên thì anh ấy cho thuê biệt thự và ở căn hộ để cho con cái đi học. Thì đấy là cái cách mà mình quan sát được ở thực tế cái khách hàng của mình. Thì mình sẽ thấy rằng đối với lại cái dự án Vinhome miền Bắc này thì hiện tại nó đang còn một cái điểm trừ, và cái điểm trừ này thì nó cũng chính là cái điểm cộng ở trong đầu tư, thì đó là cái vấn đề hạ tầng giao thông. Hạ tầng giao thông ở đây nó khá là yếu, tính kết nối vào trung tâm khi mà chưa có vành đai 3 thì nó vô cùng yếu, và đối với lại những cái năm 2024, 2025, 2026 thì vẫn là những cái năm của đầu tư công, thì chúng ta sẽ kỳ vọng rằng 2025 vành đai 3 sẽ thông xe kỹ thuật và 2026 sẽ đưa vào khai thác toàn tuyến như kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ. Thì khi đó những cái trục đường kết nối vào dự án được hoàn thiện thì cái câu chuyện hạ tầng giao thông sẽ được giải quyết. Và đương nhiên khi mà vành đai 3 nó tạo ra một cái vòng tròn liên kết Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương hay là Long An, thì những cái người giàu ở các tỉnh thành trên thì họ sẽ tập trung về những cái đại đô thị đáng sống bậc nhất khu vực phía Nam, đó là Vinhome Grand Bắc để sinh sống. Và Tôn Ngọc tin rằng đối với lại những cái bất động sản trên thì trong thời gian tới nó sẽ không có cái vùng giá nữa, và từ giờ về sau thì Tôn Ngọc tin rằng sau khi mà cái câu chuyện liên quan đến lạm phát, liên quan đến nguyên vật liệu tăng, liên quan đến bảng giá chuyển đổi mục đích sử dụng tăng, hay là những cái chế tài, những cái đại đô thị lớn như thế này phải dành ra một cái quỹ đất là 20% để phát triển nhà ở xã hội, thì Tôn Ngọc tin rằng trong tương lai sẽ không có những cái đô thị đáng sống như Vinhome Grand Bắc với một cái vị trí là mặt tiền sông như thế này, với một cái ngưỡng tài chính rơi vào đâu đó 200 triệu một mét vuông mặt tiền sông như thế này thì nó sẽ không còn đó. Và nếu như anh chị và các bạn đang xem video đây thấy cái nội dung Tôn Ngọc chia sẻ có thể giúp đỡ được một ai đó, hoặc anh chị và các bạn biết rằng ai đó cần những cái bất động sản như trên thì hãy kết nối với Tôn Đình Ngọc. Tôn Đình Ngọc luôn biết ơn anh chị vì hành động đó. Còn nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tôn Đình Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ Tôn Đình Ngọc và đội ngũ team Cullen, góc nhìn đầu tư bất động sản. Tôn Đình Ngọc xin chào và hẹn gặp lại ở những video của tôi. Xin chào.